Đây là cái hộp nho ngày hôm qua ăn còn nha mọi người. Sáng nay chồng ăn mấy trứng chứ mấy, nhưng chừ bây giờ còn mình ăn nè. Ăn chưa hết chị ăn tiếp tục ăn. Lớp xóm chồng về thì mình hỏi lý do vì sao là ra hai đá trả nho lại nhá. Thì nó có câu chuyện của nó rồi. Ran hai á mua nho xanh chứ không mua nho đỏ, nhưng mà không biết ra mà chọn cái mỏ hòn trúng nho đỏ, cho nên là vì nho đỏ thì không chịu nhận nên trả về lại ngược không. Vì trong hệ thống nhà hòn có soạn làm Grand Hyatt là nó thuộc khách sạn á, cho nên nó có hệ thống mua hòn rất là chuyên nghiệp nhé, có phần mềm có mã từng sản phẩm trên đó. Mà khi nó order công ty nữa thì nó cũng dùng một cái răng hòn bằng BO trên hệ thống ha, nó gửi tới công ty. Không biết đang chọn có mỏ hòn đang ra nho đỏ. Cái hòn về đi giao thì nói là tao là nho xanh về đang về nho đỏ, không chịu nhận trả về chướng không. Mà có lỗi nên là lỗi của bên nhân viên Grand Hyatt order chứ không phải là bên công ty mình. Mà rốt cục nó không nhận, nó trả về lại. Mà trả về lại thì mình hưởng xé thôi, mình được rồi. Ăn chưa hết thịt nho á thì sáng nay ông chồng đem gì thêm này, đây cái này đây thì ông đem gì ông nói mình đó là eggplant và Ringo. Eggplant là mình biết, eggplant là đây là cái trái này, là trái cờ tím này, vì tiếng Anh mà là mình hiểu. Khi ông nói eggplant là mình biết cái này là quả rồi, cờ tím rồi. Còn trong cái bao này nè, trong cái bao này ông mon gì cho mình thuê cái quả gì không biết được, mà ông nói là Ringo. Thì theo như mình á, Ringo không phải là tiếng Anh mà nó là tiếng Nhật, mà nếu như đúng như những gì mình biết thì nó là táo, mà mình cũng chẳng biết là táo thiệt hay là lê hoặc là cái gì. Bây giờ mình khui nhé, mà theo như mình biết thì Ringo nó là táo thôi. Thôi mở ra, tiếng vô là tiếng Nhật không biết. Ôi đúng là táo mọi người, đây tên tiếng Nhật của hắn là Ringo nhé. Tại vì ông chồng màu xóm ông đem gì á, ông bảo là Ringo và Eggplant. Ông nói mình đó, cái Eggplant là chắc chắn một điều là tiếng Anh rồi đó, là mình hiểu. Khi mình nghe Eggplant là mình hiểu liền nó là cờ tím. Còn cái Ringo này á, thì mình cũng đợi đó thôi, cái mình cũng không có kiểm tra. Nhưng mà hình như mình nghe đâu đó Ringo hình như là táo, mình mặn mặn đó thôi chứ mình không biết. Bây giờ mình có kiểm tra này, hơi quả tráo đẹp chưa, màu sắc tươi rối dễ thương chưa. Rồi giờ tôi ăn hết cái hộp nho nữa nha, tiếp tục ăn cho sạch cái hộp nho. Còn hơi quả táo thì để đó chưa ăn được, bỏ vô tủ lạnh cất lại. Mà tủ lạnh chắc là phải gúa lại y như hồi nãy á, gúa giấy báo á, hoặc do nó tươi nó khỏi bị khô kìa. Còn cái quả cà tím này thì mình cũng cắt trong đó nha, tại vì tối nay là chồng ăn lẩu rồi. Mình sẽ dùng cái quả cà tím này mình nấu cái gọi là có món gì ta, tempura thì không á, tendon. À có món tendon, gọi là tendon, có nghĩa là cái quả cà tím này nè cắt ra thấm bột chiên giòn lên ăn cùng với cơm. Bỏ vô cái bốc một tô cơm ra, sắp cà tím chiên giòn xong á, cái rưới cái nước tương lên. Cái nước tương của nó thì mình tự pha tự nấu nha, gọi là tendon. Thì một củ cà tím này là cũng ra một trái ăn rồi nha mọi người. Ông chồng mình không thích ăn như vậy đó. Còn bây giờ thì thôi để đó chưa nấu nha, tại vì tối nay là có ăn lẩu rồi. Bây giờ thì mình đang hát cái nho này
thôi. Rồi chờ chồng về, bữa nay thứ tư không lùng qua đêm nên sẽ về, mà không biết về mấy giờ, nó cơm ăn tiếp. Chứ em mấy đứa nhỏ nên là không thể nhịn qua cơn buổi tối nha, không thể bỏ qua chợ tối vì mấy đứa nhỏ đây. Ngon. Đỡ tốn tiền mua trái cây. Có táo mà, có nho. Không biết tí nữa ông chồng đi lộn có đem về cái trái cây gì nữa không. Mình thấy trong cái nhóm làm việc của công ty á, người ta hay á chụp hình gửi lên trái gì à, trái sung bị hư nữa, hình như trái lại đó. Mình không rõ đó, tụi mình về nhà mình chỉ thấy trên group là nó chụp hình trái sung bị hư thôi. Vì sung mà khó bó lắm, nó mềm kìa, vận chuyển từ Nhật về Hồng Kông trong quá trình bóc hòn dở hòn xuống mà cái nó lét qua đó là không có cần đụng nó, mình chỉ cần chuyển cái hộp mà trái cây đó nó lét qua đó là cái vỏ nó trát liền nên là khó lắm. Mà thấy hình chụp lên là nó bị trát vải trơn rồi, mà trát vải nên họ không có nhận đâu, chắc là trả đi lợ. Mà không biết đó là nhân viên giao hàng nó có đem gì lại hay không, hay là nó cho họ luôn mà không tính tiền, giống như đợt trước mình cũng cho họ luôn á, không tính tiền vì nó rác bỏ rồi mình rinh gì cũng mệt nữa. Tại vì bình thường mà đi cùng với lại tài xế rồi mình lên xe mình về thì nó dễ, còn bữa hôm trước đó là mình cho là vì mình thuê tài xế bên ngồi, nó chỉ đổ mình xuống mình giao hàng sau mình đi bộ ra chỗ với bác taxi. À, không đổ không giao hàng, không đổ mình ở hàng Grand hay giá, sau đó mình giao hàng xong thì mình tự ra chỗ bác xe buýt để mình về, cho nên đi bộ từ Grand hay giá ra cái chỗ bác xe buýt nó xa lắm, mệt nữa. Cho nên mình đã cho hắn luôn cái hộp sung bữa hôm trước, còn không biết hôm nay cái thằng tài xế nó có đem gì không biết được, đem gì thì mình hưởng số nha mọi người. Chương một ăn hôi nha mọi người. Ăn hôi ngày hôm nay là chồng đem về hơi trái táo và một trái eggplant là cà tím. Trời ơi trời, khổ. Đôi lúc là quay luôn cái tiếng Việt nữa, nhiều khi không nhớ. Đây, còn cái hộp nho là mình tời sạch rồi, hết cho ông chồng luôn. Để chờ tối nay thì ông có đem sung gì không nha mọi người. Bye bye.